thức lời màu dài sắc son, linh trời tuân mạng bảo tồn nguyên nhân. Thức tâm nội mê trần mong ảo, tình trí lo tâm đạo vô vi. Tu tâm dưỡng tánh kiên trì, hành cơ thiên luật mẫu thì ban ân. Đắc ngộ pháp tiền căn nên thánh, thành thực tu mới rành nghiệp duyên. Đạo chân chẳng mến bạc tiền, quả lành gặp hai quy nguyên phản hồi. Sự kiên triết cõi trời tam giáo, cội tam thanh điểm đạo linh căn, long đình ngọc bội tư ân, hoa sen đua nở mừng căng thiên lành. Kỳ tuyến lửa thực hành mới quý, ơn lành hai mở hồi tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao, dẹp bỏ đường công danh, hiệp đó rồi tan. Ham chi mà vội mơ màng, cơ trời dân nước thành tàn khuyết thu. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu hường thân, cũng không thể sánh cho bằng đạo tâm. Đạo dễ lầm ta mê, nếu không truy đạo lý chánh truyền, trao dồi tánh mạng căn nguyên, dồi nghe chẳng xét mạo truyền lầm ngay. Khó đạt gì trở về với mẫu, màng vô minh hố lậu vô đầy, chọn màu sắc tướng nhiệm sai, dựng hình tiếng Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngự trị trong hồn, phép tài ảo thuật cứ bàn môn, thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biển tài đạo lý, thiên sự hành ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng ngủ mê lâu đời. Mô
chữ đạo nhất tâm, rõ thân ma nghiệp phòi lầm, trong thân đối pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta, đừng nhiễm dù mọi điều đúc len muốn ăn. Tạm dừng chẳng nghĩ sát trần, tùy duyên quá độ đuối thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành chưa dứt, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên tình làm càng quả thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ quên hồn tiêu hoài mãi sao. Sự phân luật định tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để gió mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mê vía trả dây. Luật hình thương pháp chẳng sai, đau lòng của mẹ gái trai hằng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn, cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Biết phận sự con đừng vinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan cực khổ, dầu đớn đau nghiệp quá khảo nhồi, một lời thề nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ phân. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muôn đất thành đạo quả phải hành. Chúng chuyên thử tồn sanh là đường tiến quá luật hành người tu. Chớ nghĩ tới giận thù quán ơi, chỉ đại hùng học phép từ bi. Ân vạn sự khó bì, dầu cho lao khổ sắc gì bản thân.
cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cửu quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Giàu khanh tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tâm thảo hiền. Nghiệp đời dù lắm quan khiên, bằng lòng tu luyện máu liền giải quan. Cơ tái tạo sai sàng tận gốc, chớ chần chờ để lắp tánh linh. Để lắp tánh linh trận đồ bát quái luật hình, ngũ hành vận chuyển nhân sinh điều tàn. Lời mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời chẳng lo niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ vì thời chẳng tháng. Màng ma quỷ còn đương trả trốn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên độ nhân, dễ gì gặp đạo chánh chân màn này. Luận kinh Phật to bài đôi chút, đời lộn căng mực thước khó dò. Tứ sanh thập loại nhỏ to, đầu thai quả báo khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người rủ rượt tâm mang, hắn làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Chỉ biết có bạc tiền danh lợi, cứ tung hoành bị ổi chẳng bằng. Giết người cướp của muôn dân, bạo hung độc ác khó phân ngày tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là ngày trả qua nghiệp căn. Chuyện xoay định luật bằng, khảo nhồi thương phạt kiếp căn đời cùng. Sự chọn lựa yêu trung kỳ chót, còn khá lo bỏ mót đức ân. Chớ hàm mê sự hồng trần, buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đo đài. Dù gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm hấp
thủ điện quang. Nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơn sàn sai lớp màng đau thương. Các con nghĩ cho tường cắn kè, nếu không thì ắt mẹ xa con. Đau lòng mẹ đã tạo hồn, dưỡng nuôi hấp thụ báo tồn linh quang. Từ cõi xuống trần gian nạp hành bị lũ ma dù tâm mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn xứ tên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mai gây tạo cuộc đời nghiệp quả chịu luân hồi dài trả không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày chiếu màn hỏi ngộ, rồi các con chịu tội giữa toàn cộng đồng tam giáo chẳng tha. Luật hình sửa trị khó mà an thân, bị xa đọa trầm luân địa ngục. Phải dứt đi mới được đầu thai, năng đền nghiệp qua trả dai, cũng như mạng kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên đau lòng mẹ, chẳng đành tâm nhìn trẻ ngư lạc lầm. Chuyển cho điện pháp quyền thăm, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xương. Mạng tam giáo lọc lửa đạo quê quả, trên tam thiên lục ba xuống trần. Bạn môn tà đạo vô căn, hại con của mẫu mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc cây cội tiền căn, ngồi xưa với bò nghiệp trần đeo mang. Sự vai trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nợ phụ vong. Chiếu theo luật đạo cộng đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tâm chân hồn giá trị, nhớ mê lầm ma quỷ lời danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên
ngàn tranh cãi biện minh. Nghe theo tà mê lầm tin, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cảnh âm ngô tâm tối, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm ngu muội nặng nề, kiếp thâu chân pháp trở về thiên. Cơ ân xa tận cùng mang chốt, Phật thánh tiên cứu vớt linh hồn. Ráng nghe lời mẹ bơ con, đức tin vững chắc bảo tồn hậu lai. Xét cho lời ngay lẽ thật, dù khảo nhồi tâm Phật đi đừng lơi. Yêu ma dù có lắm lời, ngọt ngon dù dỗ theo đời thì không. Thầy nhất quyết một lòng gì đạo nhớ buồn đời, sáng tạo linh căn. Ngọc châu dụng pháp đạo vàng, trong thân sẵn có bảo toàn chân linh. Dù tài phép yêu tinh có giỏi, lòng đức tin cứng cỏi cố dành. Đạo là chân lý cao minh, đạo không sắc tướng hữu hình ngoài thân. Đời mà kiếp dương trần hồn loạn, lắm mưa mô đủ hạng ở con. Tạo hình dựng cốt mê hồn, vẽ tên tiên Phật để con lạc lầm. Khó biết chỗ đạo tâm quan trọng, pháp vô vi mở rộng trần gian. Chiếu soi nhật nguyệt gần tàn, đắc thông ngũ tàng bảo toàn tánh linh. Chuyên nội thân tâm minh định trí, ngồi quán thông pháp lý chân không. Hoặc là đi đứng nằm lòng, cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm màu. Ngoài sắc tướng có đâu là đạo, con cần nên tìm kinh bài lý gạt lường nhân sinh. Chúng quỷ kế giả hình tiên Phật, xưng dị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa linh thuốc lô mê hồn, để chúng sai khiến các con theo tà.
linh tưởng Phật trời, để lòng thiện đức khó thời vượt qua. Màn lọc lừa sư tà ngoại đạo, ra tranh tài trên giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tượng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Còn bôi bát cho máu đầy vào hàng đau tàn. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà vật chi? Đồ vật chất để thì có được tu hành, sanh tâm lòng già bất cứ lành, chế mai vật mẫu phải đành đỏ thân. Dù mang kiếp làm thân cũng mơ thế, vô lễ còn khi về Phật nào giả dối ngang tàn, bất tri chân lý đọa mang ngục hình. Cơ ân xa mặt tình thấy sự, muốn nói gì ngôn ngữ chẳng chuyên. Sau này đừng có thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai. Tâu ngọc đế các ngài tam giáo chiếu ngọc hình xứ đạo kỳ này, long qua đại hội hoằng chớ đừng tu tướng mà hồng đắc chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới mong còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo làm đạo bảo toàn kiếp châu. Đừng xa ngã vui trần con gì, để ma dương lũ quỷ vớt hồn. Xa vào trận địa bàn môn, danh trục lời chẳng còn mạng sanh. Mẹ thương con vì căn mẹ tao, nên khai truyền lý đạo chân linh. Đó là cô mơ nhột tình, đừng lầm mối đạo chân linh mịt mờ. Dầu ba đạo tạm thời
con cần rõ luật hành trì. Mặt đời thế sự thì vi, tu hành chớ nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, vẫn chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên câu mẫu tạo thiên ban, xuống trần trục lợi nghiệp mang chết chồng. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế làm thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tìm giáo chủ Tây Ba Hồ, chẳng hỏi giấy chào. Ý mình con mẹ tội vô lễ ngài thì quán giận, chốn mẹ hiền xuống tận coi đời. Ngủ ma quá phép dậy rồi, nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây. Cho để thỏa lòng giận tức bá hầu, cũng là phạm luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hai đời. Chiêu kỳ ba luật đi trời mở rộng, lập đạo màu cứu rồi đinh căn, thoát nơi nghiệp quả hồng trần, được về bốn đất nguyên nhân chực châu. Nay đến hội hoàng cầu xây chuyển, đại phong thần lựa tuyển linh căn, chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ, mới thoát khỏi cuộc đời mê muội. Lo tu hành chuộc tội căn xương, lòng qua tạm giáo lòng lừa, chuyển cờ thánh đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ si mê, dân lời của mẹ từ giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn. Lập công qua mốt bọn đức hạnh, dùng công phu sửa tâm diệu hiền, công trình dân chí thần tiên, tam công trọn vẹn thành tiên tại trần. Tạo chân lý quần thần trọng, đại khá phục hồi
quán cài tâm linh. Ơn cha nghĩa mẹ thâm tình, ơn thầy nghĩa Chúa hy sinh cho tròn. Cố thực hiện bảo tồn chân lý, thiết không hành cùng chỉ hoài công. Giang sơn gắn dốc non sông, phải đâu riêng hưởng để mong lời quyền. Phật đâu để người hiền mắt quả, kẻ ác hung dưỡng quả chẳng sai. Dù cho phương kế bài cũng không qua khỏi được ngay luật trời. Nếu không sớm kịp thời tỉnh ngộ, để đến ngày thiên số định kỳ, xác trần bỏ lại còn chi hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đọa đài. Mẹ nói trước con ở nay liều lấy, rồi sau này khỏi phải trách phiền. Cuộc đời lắm nỗi đạo điên, không nghe lời mẹ chỉ phiền đọa sang. Cơ thượng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên đều chẳng có gì thương. Dù cho lạnh sứ mạng trời, mà làm sai lực cũng thời trị răng. Hoặc các bậc ni tăng học đạo, ham uy quyền gây tạo tối trần, cũng đều bị luật trì răng. Tùy theo nghiệp tội xử phân công bình, luật tiên quá vô hình đào thải. Chớ mê đời ngu dại hững hờ, bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới khó thời cứu nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Thức tri thời vẫn mới khôn, đừng như đã chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ tỏ hết bao lời dấu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng chẳng tròn những gì ân sâu. Khắp thế giới hoàn cầu dẫn chuyển, tới càng khôn linh hiện cơ quan. Thất sơn báo ngọc lầu vàng, là cơ lập hội mơ.
minh hoàng sự phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe pháp truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài thay đều chầu trực trước hai bề rồng. Có tam giáo cộng đồng phân xử, công quả tròn được dự kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đài vào nơi ngục thất khổ quy xác hồn. Con ơi sự mất còn thăm nữa bãi, cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sinh ra chân thần. Mãi âm dương xoay dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp quả tinh di. Ai thương bằng mẹ diêu trì, lo con mọi sự nể gì khổ lao. Từ tạo quá thiên cao trời đất, sinh muôn loài vạn vật hữu hình. Có hai Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bán bưu kinh luân tham bảo, tuổi vàng năng chân đạo linh hồn. Cho con giữ phân đời thương cố dầm tròn đức ân. Nay đến luật xoay dần mặt kiếp, đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy là kỳ tiến qua đổi thay. Lập đời thánh đức kỳ thượng lai thanh bình, nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để xây sàn gội rửa tay trần. Tam kỳ mở hồi long dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân một thời. Sự báo ân cơ trời đã lộ, các con cần giác ngộ rõ thông. Để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo khó mong sống còn. Dầu sông tháp cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mai mỉa phụ dông. Tình thương Phật mẫu đại đồng, quá sanh giảng ức trần hồng linh căn. Chỉ khắp cả hồng trần thế giới,
sắp tới con ơi. Sáng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng sửa tánh nhớ lời mẫu khuyên. Đừng ngu dại mê tìm má quỷ, rồi sao loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào đi xót thương, xưng hô đủ kế gạt lường chung sanh. Nơi sơn thức sanh dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng. Thanh bần đừng tối gắng công, ngày sau trọn đạo phỉ lòng hướng thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tốt, làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà, uống cho một kiếp sanh ra làm người. Lòng giả thú đôi dời tâm tâm, tất khinh khi Phật thánh thần tiên. Tội ma kiếp đoạn quỳnh tuyền, muôn đời giam hãm sức xiền trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ơi ngộ, thì phải cần hiểu rõ đọa siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều đó con. Cứ ân hiền trong hồn dục ơi mãi suối ở làm điều khờ dài ngu si, chẳng màng tội lỗi gì thì con không định tâm đi khổ bì ngủ mê. Nó nhập phá hồn xa căn kiếp, để chơn linh mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi. Muôn đời xa đọa khó thời tình tâm, kỳ mạc mẫu tầm linh tử, trao cầm nang con giữ phận mình. Đừng vì quyền lợi đâu tranh, để làm mất tánh hành lành cao thâm. Giữ đức khi độ đạo vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm khổ lắm con ơi. Chịu nhiều quá báo luật trời hành thân,
lập ý chí tinh thần dũng mạnh tạo không phân đạo không phân chấp cánh ở ngoài biên tùy thân hành sự trần miền nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì ơn thầy tổ con ghi tất ơi và sự mạnh chay trừ qua kiếp căn đồng hành chơn đạo tinh thần mới là báo dĩ muôn phần ngày sau phá chấp ngã muôn màu sắc ơi tướng chọn tấm lòng định liệu chân tâm hành trong ơi tư tưởng thiền lành cào đầu để tóc chẳng thành sự chi khá thấu triệt vô vi nguồn cội pha chấp không chấp đi có nơi lòng một bầu vô cực hư không âm dương phối hợp thần thông diệu quyền các bảo pháp chân truyền Phật mẫu chiếu linh quang rọi thâu kiếp sau đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần siêu phàm nhập siêu thanh chân hồn các con khá bảo tồn cắn gì mạng kỳ ni đạo quả khảo nhồi Phật tiên đâu rảnh lo độ thế khắp nơi khổ sầu con nào rõ nhiễm màu tiếng quá đồng chung lo đạo cả màu hiền đắp xây phổ quá khai truyền nên công quá vì mẹ nhiều thương ban dầu thử thách gian nan chớ để dấn một lòng chớ để lạc phai đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành cố lập chi thực chi hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền đừng nên mượn đạo Phật tiên để làm danh lợi tư riêng tội mình kỳ mang kiếp thiên đình ấn xa là nhiệm kỳ đạo quả rất mau chuyện cơ phổ độ trần quan cũng là định luật sải sàng hạ nguyên đời với đạo mẹ còn
xoay chuyển, nên con cần thể hiện đạo nhân. Cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thanh đức bảo toàn mạng ở châu. Ngày đại hội Long dân có mặt với nhân hiền sự thật căn tiên, tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đau điên tinh thần, mất đức hạnh tiền căn ngọc ý chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng. Ở anh bất kể thủy chung gian tà sao quyệt lâm đường nạn tai, ở anh bất kể thủy chung gian tà sao quyệt lâm đường nạn tai, mang một kiếp trần ai dâu bể luật cứ thiên đình đâu dễ lắm loạn, vì thường hung bạo dọc ngang trước sau cũng rõ lớp màn này đây. Dù ân ý tâm đầy thâm độc, cậy lời quyền đâm thọc hại nhân, có trên bắt đầu Nam Tàu xét soi thấu triệt trước sau lòng người, sẽ tùy nghiệp luật khi trời báo ứng kiến nguyện đài xây dựng chân gian. Rõ thông mọi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu hình tận mắt, mới hẳn tường tiếng Phật diệu quyền, khó mong thoát khỏi luật tiên. Con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban, rèn trí huệ đạo vàng tiếng bước, đừng để rồi lúc nước tới chôn. Có giò hụt cắn mất hồn, xác thân như sóng biển cồn ngoài khơi. Khó đời căn kiếp vì tạo gây tội nghiệp dày đầy, mẹ nào có bỏ gái trai, tại con cái luật làm sai dướng phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo đồng, mãi quyền di mở rộng năm châu. Cuộc biến thiên trần miền
đồng mãi quyền di, mở rộng năm châu Minh Dương ngự chốn Nam Lầu. Sự người mỗi nghĩa gieo sầu tông tan, cố tuyến lửa hành tàn nam nữ, rõ thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ có thuyền đò, linh hồn nhờ đào thoát cứ bờ sông mê. Chớ vội chấp khinh chơi ngang bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật mang. Còn mê khó tầm ra chân lý, Phật nơi tâm nữ trị chẳng sang. Quán thông thấu triệt chánh tà, sao căn mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đạo tinh thần lý trí, đâu tỏ tường chân lý đọa hoặc là hiểu ơi thấu ít thứ nhiều vẫn còn bị nghiệp đủ điều gây nên khiến dục mãi đợi danh mộng tưởng cùng sắc màu mơ luôn luôn. Con ơi các sự tình trường đều là mộng ảo vô thường khổ đau, nó khiến sai đi vào tối lỗi cho linh hồn quên cội quên về gặp mẹ tòa sen. Ngàn năm xa đọa vào đường si mê, nay có mẹ đạo đề khai mở cũng là kỳ xa tội tử linh. Các con mau kiếp đăng trình kiếp màng đại hội thiên đình thượng ban, một kỳ chốt cái mẫu hoàng phê chuẩn. Con bất tuân mạng lình chớ phiền, đến ngày tam giáo quy nguyên cộng đồng phân xử con hiền chớ than. Bao tâm sự lời vàng tiếng ngọc là tình thương bao bọc linh hồn, hay đường siêu đọa dài khôn con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai. Khá chắc nghiệp đường ngay nẻo chánh, kẻo mê lầm giả hành quỷ dương.
mượn màu sắc tướng phô trương mà lòng dạ chúng khó lường hiểm sâu. Dùng đủ kế ngõ hầu tranh đạo của Phật tiên khai đạo vô vi, giữ lòng thiện nguyện từ bi và tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất nước giang sang con đó để đức tài giác đi ngộ trong con, ham mê danh lợi vọng dù rồi thân phải chịu ngục tù đọa đau. Màn tuyên chọn sai sàng dấu bể, Phật tiên còn phó tế đâu yên. Hướng chi linh tử trần miền mà đòi ăn phần bạc tiền hương thân. Khá thực hiện tứ ân trọng đại để sau này trở lại ngôi xưa, chớ tham danh vọng mắt lừa của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Tầng tiếng ngõ phai mùi chón gió, sự mất còn sáng tỏ bậc chúng. Riêng con linh mẹ chỉ truyền khai thông tam giáo cơ truyền, khai thông tam giáo cơ quyền cho con. Rõ công tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lực chân tiên. Dù cho sự não phiền quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lơi, sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ gương hy sinh Phật tổ đại hùng. Ma dương tài phép thần thông cùng không cắt đức đại hùng thanh cao. Ráng thức khi tỉnh dồi vào tâm tánh, thì nghiệp trần mới rảnh con ơi. Công lao khổ cực khảo nhồi mà không nản, mới người con tiên. Việc khi phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới qua. Đời này lắm sự dọc ngang là đời ma